Trại thôn ta là phải quyết giữ gái làng ta, đừng để bọn khác nó đến lân la tìm tòi. Không ăn được là cũng phải đạp đổ. Giời ơi, em có phải là bị cắt đâu mà bác thực hành. Giời ạ, kể cũng tức thật. Anh em mình tán mãi mà mấy con bé trong làng này nó không đổ. Tôi đã tuyên truyền phổ biến cho anh em trong cái làng này rồi. Nếu cái đội mái mà vẫn ngoan cố, có thái độ thách đố chúng mình thì sẽ biến cái làng này thành làng ế chồng. Ai lông vịt lông bông lông lá đổi quế đổi kẹo nào. Này cô kia, đi đâu đây? Úi giời, em đi đợi kẹo kéo. Trống hay là mái mà nhìn cứ thế nào ấy nhỉ? Em mái chính hãng mà. Đúng chưa anh? Thôi thôi, bác cho người ta đi đi. Hai quả bưởi nó lù lù thế kia lại còn. Cô đi đi. Vậy em chào hai anh nhé. Ai lông vịt lông bông lông lá đổi quế đổi keo nào. Chả gái thì không mà bác cứ phải ngó nghiêng. Con gái con đứa thế nào mà môi mỏ cứ như là hai miếng thịt trâu nó đắp vào. Giọng nói lại là lạ. Tưởng thế nào, qua mặt dễ không? Tưởng thế nào, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Ghẹ 70 còn nguyên đại nguyên kiện các anh ơi. Vào khơi em về, em cho không. Em vã lắm rồi, ôi trời ơi. Chào cụ so, gớm, trời rét mà cụ ăn mặc mát mẻ thế. Tôi đứng đây xem có anh nào đến rước đi không. Sắp xuống lỗ rồi mà vẫn chưa được nếm mùi đời. Thì cụ cứ lè lưỡi ra mà nếm chứ sao. Bố nhà chị chứ không hiểu cái gì cả. Vào đây tôi kể cho mà nghe. Đi. Có chuyện gì, cụ kể cháu nghe xem nào. Hoa quả còn tươi cô ăn đi rồi uống nước. Trai ở làng này là đẻo lắm, không ăn được là nó đạp đổ. Ngày xưa tôi cũng có một mối tình đẹp như tranh biếm họa với người lạ xóm bên. Cái lũ trai làng phá phách, thành ra chẳng nên cơm cháo gì. Cứ ai đến là chúng nó lại xua đuổi. Nên mới ở không đến tận bây giờ. Bọn cháu bây giờ cũng khổ đây. Cứ ai đến làm quen là cái lũ dai làng lại dọa nàn. Toàn phải lén lén lút lút thôi. Ai cho chúng nó cái quyền giữ gái làng, để phụ nữ ế sưng ế xỉa ra. Mãi đến tuổi cục tăng mà chả có trông. Khổ thế đấy. Nhiều khi ngứa mà chẳng có người gái. Thôi, cụ lại ra cổng, đứng mời gọi tiếp đi. Biết đâu lại có hoàng tử cưỡi bò đến rước. Cháu phải ra ngoài kia, gặp người yêu ở bên làng bên. Cháu đi đây. Nhanh lên em ơi. Gặp nhau một chút rồi anh còn về. Không cái lũ trai làng mà biết thì lại mệt người. Người ta cũng phải đi chứ có bay được đâu mà cứ dục thế. Mà anh đến đây, có bọn nào nó nhìn thấy không đấy? Anh phải úm ba la, biến hình thì mới qua được trạm của chúng nó đấy. Không đơn giản đâu, cái lũ trai làng này mê thật. Đôi khi lén lút lại thành vui. Thế anh đã nói chuyện của chúng mình với thầy U chưa? Anh nói rồi, mẹ anh bảo là để mẹ anh đi điều trị
bộ lòng cái đã. Em là hến, còn mẹ anh thì bụng dạ kém. Nên là cứ từ từ. Từ từ đến bao giờ? Hoa còn tươi mà không hái thì ngày một ngày hai chỉ còn cái cuống thôi. Anh không cưới, để em lấy người khác. Thằng này giỏi ghê nhỉ. Mày dám lừa bọn ông. Đợi đấy. Dẹt mượt, anh cũng muốn cưới lắm rồi, nhưng mà vẫn phải phụ thuộc vào ông bà già. Bố mẹ chưa cho thì anh đâu dám làm. Anh phải nhanh lên đấy, không mà cái lũ trai làng đánh hơi thấy là không yên thân đâu. Chú ơi, lọt khe rồi chú ơi. Em vẫn khép đây, lọt đâu. Chú chán thần. Cái con mua đồng nát lúc nãy là bồ của con hến đấy. Cái con hến này ăn mặn ghê. Nó lại dùng được cả của đấy. Chú cứ lơ ngơ như là trên trời rơi xuống ấy. Nó là con trai giả gái. Thế hóa ra anh em mình bị lừa à. Ai lông vịt, lông ngan đổi quế đổi kẹo nào. Đổi quế đổi kẹo đây. À, mày đây rồi. Đây, anh có ít lông này. Mày có đổi không? Lông ấy, anh để mà ngoáy mũi. Mày lừa bọn ông à? Các anh tha cho em. Đang mùa đông, mày xuống kia tắm cho nó mát. Nhanh. Mát không? Cứ ở dưới đấy, bao giờ mò được tôm hoàng đế thì lên. Em tưởng là chỉ có cua hoàng đế, chứ lại còn có cả tôm hoàng đế hả anh? Có đấy, mày cứ mò đi. Đến tán gái ở cái làng này còn nhiều trò vui. Mò bao giờ được tôm hoàng đế ở cái vũng châu đầm này. Ôi trời ơi, tôm ấy ở đâu mày ra cho tao nhờ. Tôm ơi ở đâu mày thương anh. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời ơi.